Xin chào tất cả anh em nha. Thì nông cơ Nguyễn Châu em mới về ngàn sau một thời gian dài ngưng cắm công. Đây, đầu tiên sẽ là con Sero. Con này là Yanma FQ26. Ba máy, cái động cơ đó như là 3T80 á. Con này có men. Xích xiết rồi, đẹp. Dễ cắt, con này nó có cái thùng máy che nữa nè. Xe rùa, rùa mini đây, có mấy anh nó hỏi rùa mini nè, rùa nhỏ nè, rùa mini nè. Rồi một số động cơ các loại luôn, ở 40 nè, ở 40 nè, cũng có mấy anh hỏi nè. Còn gì máy thì đen bung luôn. 63. Ừ, cu ta 66 đẹp nè. Chà, con này mà rửa ra là nhức nách luôn anh em. Trời ơi, nó mới. Isuki 3 máy nè. Z482. Đầy đủ đồ chơi hết. EA12. Ba. Lâu lắm rồi mới gặp nha anh em. Wow, chà nó mới. Trời ơi. EA12. Rồi K125. Ha, chiều nay là sẽ có clip em này trước. Đó, mấy anh em có cần em làm con nào thì cứ bình luận ha. Rồi em sẽ đem con đó ra test máy video trực tiếp cho anh coi luôn. À, con này thì chiều nào phải quay con này trước rồi. Hàng này là siêu hot. Rồi 40. Các loại động cơ luôn. Đây, Mitsu 2 máy bữa anh có anh xài cái máy cài Mitsu 1500 á thì gọi cho em liền nha. Rồi. C45, hàng dạo này về là cực chuẩn luôn, Mitsu 2 máy nè. Wow. Trời ơi, mới. Cỡ này mà đánh bass lên nữa thì thôi chứ còn gì cổ nữa anh em. Trời ơi, con này nó mới, ngày mấy vậy? 72. Uta D722. L3E 2H66 à. Nổi tin. Này 66. Đó, lô này là đẹp không anh em. Đó, mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp 0972 547272. Đây. 3T63. 63 đẹp. Rồi, đẹp rồi, còn kích nước kìa. Đây. C45. Trời ơi, nó mới. ZB400 à. Hàng cực chuẩn. Lâu lắm rồi anh em. Như đây là nó cũng ứ một thời gian. K3E nè. Nó ứ lại, nó không cho về hàng nữa. Rồi giờ nó xả ra rồi mình mới về được một đống đây nè. Hôm đây là 62 con. À. 80. Mỗi tên. Con này xài đây có cái giấy nè. 3T80U. Này như là của mấy cài cài gì ta? Về 82 nè. Chân ma. À 820 chứ. Đầy đủ đồ chơi hết. Gì đây? Phun thuốc. Bú dây, xếp dây. Phun thuốc. Su. Nè. Cái gì mới dữ ta? Ui chà,
đầy bà hết miếng rồi, trời ơi. Trời ơi, nó mới rồi nè. Hàng mới xuống rồi. Nấu không? Xăng không biết. Chắc không có xăng rồi. Bơm lùa. Trời ơi, cái khung bảy màu hết nè. Đã ghê không? Bơm lùa, trời ơi, cái bô. Ủa, máy này nó chưa nổ luôn anh em. Đâu coi có nhớ không? Ừ, giờ em cố vô nè. Trời ơi. Trời, nhớ mới tin luôn. Ủa, con này chắc nó không xài sao. Nè, cái bô này là cái chưa có khói luôn nè anh em thấy không? Hả? Chưa có khói luôn. Ui cha. Ôi, dữ ra. Trên phút, ngàn lít trên phút mà ghê à, 1000 lít trên min là phút thôi ta, 3,8 bs, 3600 tua, ui trà mới, rây 200, mới tinh, chưa xài. Quay sơ lược cho anh em xem thôi, còn mấy anh em ưng em nào thì cứ liên hệ rồi em comment ở bên dưới đó, rồi em xem comment rồi em lấy ra em test cho anh em xem. Rồi thôi, xin chào tạm biệt tất cả anh em nha, chúc mấy anh em có một ngày tốt lành.